Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại Phương Nam Mobile nhé. Thì hôm nay em có một ít sản phẩm muốn giới thiệu cho anh em. Anh em nào muốn mua hàng thì hãy theo dõi hết clip giúp em nhé. Đầu tiên em giới thiệu lại quy trình làm việc bên em là cọc trước phí ship 50 cho đến 100 nghìn tùy theo giá trị của máy nhé. Tránh trường hợp là gặp phải trẻ trâu hoặc là bên đối thủ nó đặt hàng ảo nên bên em bắt buộc là phải cọc phí ship 50 cho đến 100 nghìn. Đấy là em nói rõ với anh em như thế. Phí ship này là bên em ship toàn quốc đều như vậy. Nếu sản phẩm dưới 4 triệu thì anh em sẽ phải chịu phí ship là 50.000, còn trên 4 triệu thì anh em sẽ phải chịu phí ship là 100.000 nhá. Phí ship bao gồm cả phí bảo hiểm các thứ đầy đủ hết rồi. Số điện thoại bên em dùng duy nhất là 0368602222, bố xoay đây trên màn hình anh nhá. Không dùng bất cứ số điện thoại nào khác. Nếu số điện thoại khác liên hệ với anh em là không phải là kênh Phương Nam Mobile hoặc là lừa đảo nha anh em nhá. Ok chưa? Ở Facebook thì em thì Bùi Phương Nam và fanpage Phương Nam Mobile nhá. Địa chỉ cửa hàng anh em qua trực tiếp số 126 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội. Số nhà 88 là số nhà cũ nhá. Đó. Nó là ngõ 155 Trường Chinh cũ ngày xưa, bây giờ đổi thành phố Nguyễn Lân nha anh em nhé. Ok. Đây là Facebook với cả fanpage của em, anh em đợi tí em bật cho anh em xem nhé. Đấy, nhân diện khuôn mặt. Leo G7 lô hàng ngày mới về nha anh em nhé. Đây. Anh em nhìn Facebook của em nhé. Đấy, Facebook Bùi Phương Nam em đứng ở cửa hàng nhé. Số điện thoại này 2696 người theo dõi thật đó. Đây là đây 2 năm trước em bán Sony Performance từ 2 năm trước này. Thì em nhập có 5700 cây. Toàn Sony 5700 cây từ 2 năm trước cơ chứ không phải bây giờ. Đấy. Đây là Facebook của em nhá. Còn anh em sang fanpage này, anh em mua hàng nhắn tin fanpage giúp em. Đó, fanpage Phương Nam Mobile. Em cứ để đường link Facebook và fanpage phía dưới nhá. Số điện thoại thì dùng 0368602222. Có dùng Zalo nhá anh em nhá. Nhưng anh em hay nhắn tin fanpage giúp em, tại vì nhiều khi là em bận em không hề được điện thoại, thứ hai là Zalo nhiều khi nó đẩy bạn ấy, full bạn bè anh em đó. Thì hôm nay giới thiệu luôn cho anh em con Leo G7 này, hàng vừa ấy về nhá, hàng vừa ấy về chục cây đấy. Thì Leo G7 này, lô này hình thức nó không được đạt như cái lô trước, hình thức nó không được đạt như cái lô trước nên cái lô này nó sẽ rẻ hơn anh em nhá. Lô này sẽ rẻ hơn đấy, lô này sẽ rẻ hơn. Lô này em bán giá là 3,1 triệu, rẻ hơn 150.000 nhá. Lô cũ em bán là 3,250,000, lô này em bán giá 3,1 triệu. Đấy, 3,1 triệu. Đây, hình thức thì đây anh em có thể xem qua hoặc là em có thể chụp ảnh chi tiết cho anh em. Làm 4 bộ 64 chạy chip sao gần 845 nhá, 3,100,000 thôi. Giá cũ 3,250. Đấy, Leo G7. Leo G7 nha anh em nhá. Có nhân diện khuôn mặt, có vân tay đầy đủ hết nha anh em nhá. Đấy, nhân diện khuôn mặt. Đấy, tiện hàng hết cho anh em rồi. Đấy, nhân diện khuôn mặt ok chưa? Đấy. Vân tay ok hết, test hết, chụp nặng, chụp ảnh các thứ ok hết cho anh em. Đây. Cam trước, cam sau ok hết nha anh em nhá. Bên em bảo hành cho anh em 3 tháng. Bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nhá. Đó. Leo G7. Rồi về có hai con màu này. Hai con màu này nha anh em ạ. Đấy, Leo G7 màu này. Anh em thích màu này không? Màu này có 2 cây thôi. 2 cây. 3,1 triệu nhá anh em nhá, 3,1 triệu. Rẻ hơn lô cũ 150.000. Đấy, hàng giá thì em cập nhật theo thị trường, em nhập lô nào em báo anh em lô ý. Ví dụ như lô sau có thể là hàng đẹp hơn hoặc là hàng chất hơn các thứ thì giá cao hơn thì em lại báo anh em giá cao hơn. Còn lô nào hàng xuống giá thì em sẽ báo anh em hàng xuống giá nhá. Đấy, em giá em cập nhật theo thị trường chứ không phải là ví dụ như em muốn lãi nhiều hay lãi ít các thứ đâu. Anh em hoàn toàn là thông cảm giúp em nhá. Đây là Sony XZ2. Sony XZ2 này. Hàng nguyên zin nguyên áp nhá. Đấy. Hàng nguyên zin nguyên áp nhá. Test luôn cho anh em xem. Sau thăng 7378423 thăng sau. Đây, hàng nguyên zin nguyên áp, còn 2 cây màu mắm tôm. Giá là 3,450,000. 3,450,000 nhá. Còn đúng 2 cây màu mắm tôm. Đấy, 1015 này. Đấy, ok, 104 mấy luôn anh em nhá. Hàng nguyên zin nguyên áp, màn đẹp không phản quang nhá. Màn đẹp không phản quang, vân tay ok. Đây, anh em nhìn thấy không? Màn đẹp không có đốm trắng gì cả, 3,450,000. 3,450,000 còn 2 cây. Còn 2 cây, cái này hết pin nhá. Còn 2 cây này thôi. Hình thức đẹp nhá anh em nhá, hình thức đẹp. Đây, hình thức đẹp. Hình thức đẹp. 3,450,000 nhá anh em nhá. Tiếp theo là cây này, cây nốt 9 này. Nốt 9 đốm màn này. Anh em mua sẽ rẻ hơn được, nếu mà trên thị trường bây giờ nó bán hàng zin chắc phải trên 7 triệu anh em ạ. Con này em bán là giá cũ 5,9 triệu nhá. Giá cũ 5,9 triệu. Cắt lỗ cho anh em, bán cho anh em giá 5,1 triệu.
bán gọn, bán cho anh em 5,1 triệu, con này thâu lại của khách nhá. Đây, bị đốm một tí ở đây thôi. Tất cả mọi chức năng dùng bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Tất cả mọi chức năng dùng bình thường hết, sao tăng không sao tăng. Đó, 5,1 triệu nhá anh em nhá. Đây, cảm ứng ok hết cho anh em. Không lỗi lầm gì cả. Đấy, nó bị đốm một tí đây. Và con này em để khá là lâu rồi. Để khá là lâu rồi, hôm nay cắt lỗ cho anh em. Anh em yên tâm là con này em để khá là lâu rồi mà cái đốm này nó vẫn y nguyên. Nếu anh em theo dõi Phương Nam Mobile thì cái đốm này vẫn y nguyên nữa. À đây, mình tay mình chạm vào đây thì nó sẽ không có cái cảm ứng này anh em. Còn anh em test hàng là phải bỏ tay nhá. Đây ví dụ anh em này, đấy, tay chạm này nhá. Anh em sẽ không nhận ok đúng không? Hoặc là nó nhận thì nó sẽ nhảy, nếu có chạm ít nó nhận nó sẽ nhảy. Còn nếu anh em bỏ ra thì là mới là test chuẩn nha anh em nhá. Không nhớ anh em lại nhìn video này thấy nó nhảy lại tưởng máy lỗi. Đúng không ạ? Đây, anh em phải bỏ tay ra, không tay không được chạm vào màn một điểm thôi. Đó, ok chưa? Đây. Cam cụm ok luôn nhá. Còn cái đốm này nếu anh em ấy anh em sẽ chọn nền đen. Nếu anh em dùng màn hình chính anh em chọn nền đen thì là sẽ không nhìn thấy nhá. Đó. Giá con này em bán là cắt lỗ cho anh em này. 5,9 triệu còn 5,1 triệu nhá. Tận 800.000. Quá là lỗ. Ok cho anh em. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con máy tính bảng giá rẻ. Máy tính bảng Asus ZenPad Z8 nhá. Máy tính bảng Asus ZenPad Z8. Con này cái màn hình của nó là màn 8 inch anh em nhá. RAM 2 bộ nhớ 16GB và chạy con chip Snapdragon là 650. Bản này là bản Wi-Fi nhá anh em nhá. Bản Wi-Fi là sao? Như anh em hiểu về cái thông tin máy tính bảng rồi đấy. Bản Wi-Fi là anh em sẽ không dùng được SIM, không dùng được 3G, không lắp được SIM, không dùng được 3G nhá. Chỉ anh em chỉ dùng Wi-Fi thôi. Anh em chỉ dùng Wi-Fi thôi. Vào cài đặt bắt Wi-Fi và sử dụng xem YouTube hoặc là đọc báo các thứ, dành cho ví dụ như anh em mua về cho các cháu nó học hoặc là ông bà lớn tuổi thì bạn xem video các thứ. Đấy, ok chưa? Màn con này màn 8 inch, RAM 2 bộ nhớ 16, chạy chip Snapdragon 650 nha anh em nhé. Camera con này là 8 chấm và 1,8 chấm. Pin 4680 mAh. Bản Wi-Fi giá 1,950 triệu Asus ZenPad Z8 nha anh em nhé. Ok. Đấy. Có duy nhất một cây rồi anh, 1,950 triệu. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là iPhone 7. iPhone 7 bản quốc tế bộ nhớ 128GB nhá. iPhone 7 bản quốc tế bộ nhớ 128GB. Giá con này là 3 triệu giá cũ là 3,950 triệu. Hôm nay giảm còn 3,850 triệu. Pin tốt luôn, ba quốc tế trọn đời. Anh em nhớ là bên em không bán iPhone lock nhá. Chia sẻ tất cả anh em là như thế, bên em không bán iPhone lock và từ trước đến nay giờ không bao giờ bán iPhone lock. Bên em bao cho anh em là iPhone 7 này là quốc tế 100% trọn đời máy. Nếu mà cả đời máy mà anh em bị lock và là anh em liên hệ với em ngay, bao quốc tế trọn đời luôn. Đó, máy đây theo cái quan điểm của em ấy thì em thường em hay bán máy zin và máy giá nó cao nên anh em thường hay chê chát, nhưng mà hàng của em là hàng zin nhá. Đây, vỏ zin hết nhá. Vỏ kể cả hơi xấu một tí em cũng chấp nhận nhá, chứ không phải là hàng thay vỏ nhá. Hàng vỏ hơi xấu một tí em chấp nhận hết, bán được hết. Nhưng mà màn zin, men zin, vỏ zin, cam zin không có ấy nhá, trừ viên pin thôi. Pin thì em thay, nếu con nào pin kém thì em thay tốt cho anh em dùng nhá. Pin kém thì em sẽ thay cho anh em dùng. Và nếu mà vỏ hơi xấu thì em sẽ tặng kèm ốp lưng như này. Đó, 3,850 triệu nhá anh em nhá. iPhone 7 bản quốc tế 128GB, 3,850 triệu. Đó, ok chưa? Pin tốt luôn nhá. Mà thường họ bán 32GB đã, 32GB pin kém đã 3,4 triệu, 3,5 triệu rồi. Đó, mà đây em bán 128GB pin tốt luôn. Đây là Sony X-Compact. Sony X-Compact này, con này mất áp này. Anh em thích nhỏ gọn thì mua con này quá tuyệt vời luôn. Con này mất áp là giá 1,350 triệu, còn quán áp là 1,450 triệu anh em nhá. Sony X-Compact. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32. Chạy chip Snapdragon 650 nhá, màn cực kỳ nhỏ luôn. Màn chỉ con này chỉ có 6,5 inch thôi. À đâu, 4,6 inch thôi, nhầm. 4,6 inch. Pin con này là 2700 mAh nhưng mà màn nhỏ. Đây, con này nguyên zin nguyên áp này. Con nào mất áp em sẽ ghi là áp này này, là mất áp này. Đó, con này mất áp này. Đó, em ghi rõ ràng và bán rành mạch cho anh em hết. Không bao giờ chuyện lừa đảo. Đây, con này quán áp này. Đấy, quán áp này. Đấy, thử luôn cho anh em xem nhá. Sao tăng 7378423 tăng sao. Má test. Đây. Xe sơn thử luôn cho anh em xem nhá. 10 1014 này. Con này quán áp nhá. Đấy, 103 mấy. Đấy, ok chưa? 103 mấy ok chưa anh em? Đấy. Hàng nguyên zin nguyên áp thì bên em sẽ bán với giá là 1,450 triệu, còn con mất áp thì em sẽ bán với giá là 1,350 triệu nha anh em nhé.
Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con HTC U11. HTC U11 anh em mở con này hết pin à. HTC U11 thì bên em sẽ bán với giá là 2.850.000. RAM 4 bộ 64 và chạy con chip Snapdragon 835 nhá. Cái con chip 835 của HTC này tối ưu theo em biết và theo rất nhiều anh em chia sẻ là tối ưu ngon hơn là 835 của trên LG và Sony. Đấy, là theo em được biết là anh em đã mua chơi game thì anh em chia sẻ như vậy. Đấy, anh em đã mua chơi game và anh em chia sẻ như vậy. RAM 4 bộ 64 chạy con chip Snapdragon 835, 2.850.000. HTC U11 nha anh em nhá. Hình thức anh em có thể nhìn qua. Đấy, hình thức thì nó hàng zin nhá. Hàng zin. À con này là bản 2 sim nha anh em nhá. Con này bản 2 sim. Đã độ lên 2 sim sẵn cho anh em. Anh em chỉ việc dùng khay sim cũng là khay sim 2 sim nha anh em nhá. Khay sim cũng là khay sim 2 sim sẵn luôn của anh em cho anh em dùng nhá. Đấy. Màn hình con này màn 2K. Camera 12.16. Pin là 3000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh luôn cho anh em. Có chỗ sạc nhanh cho anh em. Còn hai cây. Ai sang bên này. Sang bên này giới thiệu cho anh em nhé. Đây, con này vừa sạc pin. Cầm sang bên này để giới thiệu. Ok. Đây là con gì nhỉ? Đây là Redmi K20 nha anh em nhá, K20. Phiên bản con này là phiên bản 56.64 giá 4.850. Đấy. Con này thì vân tay trong màn hình và camera thỏ thụt nha anh em nhá. Vân tay trong màn và camera thỏ thụt. Đây cục sạc dây sạc này. Có ốp lưng mới quay chọc sim trong này. Ốp lưng mới quay chọc sim nhá. Xem hướng dẫn. À, ok. Redmi K20 phiên bản 4.64 giá của nó là 4.850.000 nhá, 4.850.000. Đấy, 4.850.000. Đấy. Đây. Anh em xem camera trước này. Còn nếu mà K20 Pro thì nó khác mỗi con chip là 855 với con chip 730 nhá anh em nhá. Khác mỗi con chip 855 mà con chip 730 thôi. Còn cam cùng hoặc là màn hình hoặc là vân tay cứ thứ giống nhau hết nhá. Đấy, vân tay trong màn này. Con này, đấy, ok chưa? Nhân diện khuôn mặt này, ok chưa? Camera thỏ thụt. Đấy. Giá bán con này là 4.850.000 nha anh em nhá. Để đọc lại cái thông tin, con này là RAM 6.64, chạy con chip Snapdragon là 730 này. Màn con này là 6.39 inch. Camera sau là 48.13.8. Camera trước là 20. 2 sim 2 sóng. Pin là 4000 và có hỗ trợ sạc nhanh. Còn giá bản K20 thường 16.128 sẽ là 5.150.000. 5.150.000 nha anh em nhá. Bản 664 này sẽ là 4.850. Còn K20 Pro thì bên em hiện tại bây giờ đang về bản 628. Còn hiện tại đang có sẵn là bản 8128 và 8256 nha anh em nhé. K20 Pro thì nó khác con chip. Khác con chip. Đây. Giới thiệu luôn cho anh em con K20 Pro đi. K20 Pro đây bản 8256GB màu đen này. Đấy, 8256GB. Thì con này khác mỗi con chip là chạy con chip Snapdragon 855. Chỉ để truyền game nó sẽ ngon hơn, mượt mà hơn và chơi được tất cả mọi game. Chơi được tất cả mọi game nhá. Còn ví dụ bảo là chơi mạnh mạnh nhất của tất cả mọi game thì nó rất là khó. Bây giờ nó ra cả 865 các thứ rồi, chip nó rất là ngon hơn. Nhưng mà con này 855 khẳng định với anh em là chiến tất cả mọi game ngon lành. Chứ không phải là mắc được nhá. Có những cái game ví dụ như nó nặng ấy, thì anh em vẫn chơi ngon lành chứ không phải là chơi mượt mà, tại vì người ta có đầu tư hẳn máy 10-15 triệu chứ người ta chơi nó mà, đúng không ạ? Anh em tìm hiểu về công nghệ chắc chắn sẽ biết cái con này K20 Pro phiên bản 8 256GB kịch bộ nhớ luôn. Con này nó không hỗ trợ thẻ nhớ nên 256GB của nó giá sẽ là 6.890.000, 6.890.000 nhá, màu đen. Còn bản 8128 có màu đỏ, 8128 có màu đỏ nha anh em nhá, 6.650.000, 6650 nhá. Có màu đen đó, 6650 nhá anh em nhá. K20 Pro còn đang về bản 6128. 6128 thì giá vẫn cũ là 6.250 nha anh em nhá. Đó, đây là Xiaomi Mi Note 3. Mi Note 3 thì là sáng bán 3 cây. Bây giờ còn
Còn 4 cây anh em ạ. 4 cây 6128 nhá anh em nhá. Màu xanh tất. 4 cây 6128 và màu xanh hết. Đây ốp lưng. Trong này có sách hướng dẫn và que đọc sim. Đây, qua 72 giờ anh em phải bắn mức khẩu nhá thì mới vân tay nó mới nhận nữa. Đấy, ok chưa? Vân tay cực kỳ nhạy luôn. À. Chạm phát ok luôn, chạm phát ok luôn mà không phải bật màn hình nhá. Anh em tắt đi, không phải bật màn hình, vân tay một chạm nhá. Đó. Con này là cấu hình của nó là 6 nhớ 128 GB nhá. Đây cho anh em xem giới thiệu về điện thoại đây. Xiaomi Mi Note 3 này. RAM 6 nhớ 128 GB đây, anh em nhìn thấy không? RAM 6 nhớ 128 GB nhá. Giá bán nó chỉ có 2.990.000 thôi. RAM 6 nhớ 128, phụ kiện ốp lưng. Cụ sạc, dây sạc, que chọc sim, sách hướng dẫn. Xiaomi Mi Note 3 nha anh em nhá. Chạy con chip Snapdragon 660 nha anh em nhá. Đó, màn của này 5.5 inch Full HD, camera của sau là hai camera 12 chấm, rất là nét luôn. Đó, camera trước con này 16 chấm, pin 3500 mAh. À tất nhiên con này 2 SIM nha anh em nhá. Hàng 2 SIM. 2 SIM, 2 SIM nha anh em nhá. Còn màu xanh 56 của 128. Đấy, ok, còn 4 cây cho anh em nhá. Đây là con Realme Q2. Realme Q2 này thì hàng mới 100% nhá. Bóc ra cải CH Play các thứ cho anh em nhá. Sẵn tiếng Việt và CH Play cho anh em dùng. Realme Q2 nhá. 4.550.000. 4.550.000. Này rất là đẹp con này, em thấy rất là đẹp luôn. Đây là que chọc sim này. Mới 100% nhá anh em nhá. Cục sạc, dây sạc nhá. Đây trên này có ốp lưng. Đây Realme Q2 này. Đấy, ok chưa? Đấy. CH Play. CH Play hôm trước em cài cho anh em đâu rồi? À đây, bên này. CH Play cài sẵn cho anh em bên này nhá. Đó, sẵn tiếng Việt hết. Đây anh em nhìn thấy tiếng Việt đây cài đặt này. Trong này tiếng Việt hết nha anh em nhá. Âm thanh rung không làm phiền, vân tay, mật khẩu, khuôn mặt các thứ có hết nha anh em nhá. Đây. Về cái thông số con này thì là RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, chạy con chip là MediaTek Dimensity nha anh em nhá, 800U. Màn con này là 6.5 inch, màn rộng nhờ. 6.5 inch Full HD cộng, camera sau là 48 chấm. 8 chấm và 2 chấm anh em nhá. Camera trước con này là 16 chấm. Pin tận 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh cho anh em. Giá 4.550.000, sẵn tiếng Việt, CH Play và hàng mới 100%. Hàng mới 100% cho anh em. Bảo hành cho anh em 3 tháng. Đây. Đây. Đấy, đặt cái này nó mới chuẩn anh em ạ. Ok. Realme Q2 nhá. Realme nhá, anh em lại nhầm nhiều nhiều các chú các bác lớn tuổi lại đặt. À con này có 5G, con này có 5G nha anh em nhá. Đây Realme, không phải là Redmi nhá, Redmi là của Xiaomi. Đây, Redmi 5 1.890. Phiên bản RAM 3 bộ nhớ 32 nhá anh em nhá. Xiaomi Redmi 5 1.890, con này là con này có màu đen này. Đấy, màu đen. Màu đen. Có cụ sạc, dây sạc với cả que chọc sim. Không, con này không có ốp nha anh em nhá. RAM 3 bộ nhớ 32, Xiaomi Redmi 5 còn duy nhất một cây. Samsung Z3 2016 1.250. Đấy, anh em mua về máy phụ nhá. Còn 5 Plus, 5 Plus với cả Realme 5i. Redmi 5 Plus và Realme 5i nha anh em nhá. Hai con này thì khẳng định với anh em luôn là em bán cực kỳ chạy, nhưng mà em bán hai con này em đủ cho thợ nhiều thôi. Hai con này em đủ cho thợ nhiều. Với cả con Mi Note 3 em cũng đủ cho thợ nhiều thôi. Đó, hàng về nhiều khi em để 10 cây bán lẻ, bán hết thì thôi. Còn hàng bán buôn em nhập 20-30 cây thôi là bán đủ xong là xong luôn, không phải lo lắng gì cả nhá. Còn hàng bán lẻ thì em thường em sẽ để lại, bán bao giờ hết thì thôi. Đó. Đây, Redmi 5 Plus phiên bản RAM 4 bộ nhớ 64 nha anh em nhá. Phiên bản RAM 4GB bộ nhớ 64GB. Đây cho anh em xem. Trên này nó có ốp lưng nhá, ốp lưng và sách hướng dẫn. Trên này có ốp lưng và sách hướng dẫn cho anh em. Máy thì đây. Đây. Redmi 5 Plus. Phiên bản RAM 4 bộ 64. Con này chạy con chip Snapdragon 625 nha anh em nhá. Đấy, vân tay đấy. Đấy, anh em nhìn vân tay. Đấy. Anh em nhìn vân tay đây cho anh em xem vân tay. Đấy, chạm phát an luôn. Chạm phát an luôn. Redmi 5 Plus giới thiệu về điện thoại đây. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Đấy, lấy nét cho anh em xem nhá. Chạy con chip Snapdragon 625 nha anh em nhá. Camera con này 12 chấm và 5 chấm. Màn là 5.99 inch.
Full HD cộng tỷ lệ màn hình 18:9. Cái tỷ lệ màn hình này cầm nắm cực kỳ sướng, và khi nó mới ra thì nó rất là hot, cái tỷ lệ màn hình 18:9 này. Bây giờ thì nó ra nhiều loại màn quá, màn giọt nước, màn tài thọ các thứ, nó nhiều loại quá rồi. Thì cái con này rất nhiều người ta thích, tại vì nó không bị khuyết khuyết kiểu như tai thỏ hoặc là giọt nước cái thứ đấy, nó lại khuyết khuyết, nhiều người ta lại thích kiểu này anh em ạ. Pin con này 4000 mAh, giá triệu 2 triệu 290 nghìn phiên bản RAM 4/64. Đó, đã test hết cho anh em rồi. Phụ kiện thì có cụ sạc, dây sạc, que chọc sim, sách hướng dẫn và ốp lưng. Đấy. Ok chưa? Sẵn tiếng Việt, tất nhiên là hai sim, có màu đen này, màu vàng cho anh em này, 2.290.000 nhá, màu vàng này, đấy, ok chưa, màu vàng, đấy, vân tay, đây em test hết này, loa lủng test hết này, đấy, màu vàng cho anh em này, đây và thử nhá, à thôi bật vi phạm bản quyền, ôi xin nó chết, bật phát là vi phạm bản quyền là chết rồi. Đây, Redmi 5 Plus đó. Màu vàng, có màu hồng nữa anh em nhé. Màu hồng cho các mua, ví dụ như anh em mua cho bà hoặc cô hoặc là thím, ví dụ kiểu như thế. Đây, màu hồng Redmi 5 Plus 2.290.000. Nha anh em nhé. Bảo hành cho anh em 3 tháng luôn. Đây Lumi 5i nhá. Lumi 5i. Là hai cái dòng này anh em mua thợ mua rất là nhiều, hoặc là anh em nào bây giờ đang xem clip này muốn mua giá thợ và mua số lượng nhá. Riêng giá thợ là phải số lượng ít nhất là 5 cây, thường em sẽ bán là trên 10 cây nhá. 10 cây, 15 cây, 20 cây là thợ nhá. Còn thợ thường sẽ mua số lượng, còn anh em mua lẻ thì thợ thì em lãi ít lắm, em lãi 50.000 một cây. Đấy. Còn lẻ thì sẽ lãi được 200-300 nghìn một cây, nhưng phải bảo hành cho anh em 3 tháng. Đó, còn thợ đã lãi 50.000 một cây là bán rồi anh em ạ. Con này pin 5.000 nhá, Lumi 5i. Xem nào, con này hết pin à? Hết pin, ok. Lấy con khác cho anh em xem. Lumi 5i nhá, hàng 2 sim nhá. Hai sim nhá anh em nhá. Đây, có ốp lưng này. Que chọc sim này. Đấy, ốp lưng, que chọc sim của Lumi 5i. Con này pin 5.000, anh em thích pin trâu mua con này cực kỳ tuyệt vời luôn, pin 5.000 mAh. Đấy, anh em nhìn thấy không? Phải có mật khẩu khóa màn hình, không sử dụng trong 72 giờ. Tại vì trong 72 giờ mình không sử dụng. Đó, nên nó phải cần mật khẩu anh em ạ. Đấy, nhân diện con mặt này, mở khóa này, ok chưa? Đó. Vân tay đằng sau này, chạm phát. Ok luôn. Camera đây. Đó, pin 5.000 mAh. Con này giới thiệu điện thoại, vào phần giới thiệu phần mềm, giới thiệu điện thoại. Đây, RAM 3 bộ nhớ 32 nhá anh em nhá. RAM 3 bộ nhớ 32, chạy chip Snapdragon 665 nhá. Và con này là pin 5000, được viên pin 5000, anh em dùng cực kỳ sướng nếu một người lớn tuổi. Mấy ngày phải sạc pin lần. Đó. Có nhận diện khuôn mặt, có vân tay, pin 5000, 2 sim, 2 sóng, pin châu bò. RAM 3 bộ nhớ 32, con chip mạnh Snapdragon 665. Màn cực kỳ rộng, màn 6,52 inch. Đây, màn 6,52 inch. Anh em như này thì quá rộng không? Quá là rộng luôn, màn 6,52 inch. Camera con này 12.8.2.2. Camera trước con này 8 chấm, giá là 2.950, đang giảm 100.000 là còn 2.850 nhá. 2.850. Đó. Nhân diện khuôn mặt các thứ có hết cho anh em. Anh em mua hàng liên hệ 0368602222 hoặc lên Zalo, Facebook. Zalo số điện thoại này nhá, hoặc Facebook Bùi Phương Nam và Fanpage Phương Nam Mobile. Em có để đường link phía dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.